Xin chào tất cả các bạn. Ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần modeling. Như ở video trước chúng ta đã đi qua các phần pay và các lệnh vẽ nhanh cũng như là các lệnh chỉnh sửa trong phần modeling. Ngoài ra tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số các cái công cụ nữa để chúng ta có thể vẽ nhanh hơn. Đó chính là các cái lệnh về vẽ các cái khối như là khối hộp này, khối cylinder, khối côn và khối cầu. Những cái lệnh này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ví dụ như lệnh block này, chúng ta chỉ cần có rất nhiều phương pháp vẽ. Chúng ta sẽ xác định điểm đầu tiên đó cộng với nhập chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Ví dụ tôi để là 100, các bạn bấm OK nó sẽ ra cái hình đó. Tương tự với các cái lệnh khác, cylinder và cone, sapphire cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể tự tìm hiểu cho các phần mềm của các bạn. Ví dụ như phần này chúng ta sẽ xác định là cái đường kính của cái đáy hình côn này, đường kính của cái đỉnh của hình côn. Trong trường hợp các bạn muốn làm hình nón thì các bạn sẽ để bằng 0 hoặc chiều cao của hình côn. Còn các bạn muốn làm hình nón cụt, các bạn sẽ nhập cái đường kính vào cái phần nón cụt này. Như vậy các bạn bấm OK. Đó. Đó là các cái lệnh về vẽ các cái khối. Tôi chỉ nói qua như vậy để các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn các cái lệnh này trong các cái phần mềm mà máy tính của các bạn có. Mục đích chính của video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái lệnh liên quan đến cắt khối và thao tác trên khối. Cụ thể đó chính là lệnh Trim Body. Cụ thể các bạn có thể vào cái menu Insert vào Trim và phần Trim Body. Ở trong này chúng ta sẽ có hai công cụ là Trim Body và Split Body, tức là phân tách khối. Hai cái lệnh này tương tự nhau, chỉ khác với Trim Body là các bạn sẽ xóa cái phần khối đi, còn phần Split Body tức là chúng ta sẽ tách làm các cái khối khác nhau. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh Trim Body và các bạn sẽ tự suy diễn cho trường hợp Split Body. Các bạn click vào Trim Body, các bạn sẽ có một cái cửa sổ Trim Body xuất hiện. Cái phần đầu tiên nó yêu cầu chúng ta sẽ chọn vào cái phần Body Target này. Phần thứ hai này các bạn sẽ chọn vào cái mặt phẳng để cắt này. Ví dụ tôi đang muốn cắt cái khối này. Tôi sẽ ẩn khối này đi. Đó. Ăn chuẩn B đi. Tôi dùng lệnh Trim Body này. Trim. Đó. Phần Select Body tức là phần chọn cái khối mà chúng ta cần cắt, cần trim đi. Ta sẽ chọn vào khối này. Tiếp theo là phần Tool, chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng cần cắt. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ cắt bằng cái mặt phẳng màu hồng này, các bạn có thể nhìn thấy. Chọn mặt phẳng. Đó. Như vậy các bạn nhìn thấy nó sẽ cắt cái phần màu xanh xanh mờ đấy, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Chúng ta cắt, các bạn muốn cắt chiều ngược lại các bạn sẽ đảo hướng của vector này. Đó, nó sẽ mất cái phần đó, tùy các bạn muốn cắt cái phần nào. Các bạn có thể đổi trong cái phần Reset Direction. Đó, tôi bấm OK. Nó sẽ mất cái phần chúng ta cần cắt đi. Tôi sẽ Ctrl Z lại để thấy. Các bạn, tôi xin lưu ý lại, khi các bạn vừa dùng một lệnh, các bạn muốn truy cập lại cái lệnh vừa sử dụng, các bạn phải nhìn cái phần ở trên góc trên phía bên trái của màn hình. Đó là các cái lệnh thường lệnh dùng gần nhất. Các bạn sổ xuống nó sẽ hiện ra bốn cái lệnh mà các bạn dùng gần nhất. Đó, ví dụ tôi click vào Trim Body tôi vừa dùng. Tôi chọn Body cần cắt này. Đó. Tôi chọn cái Tool tức là cái mặt phẳng cần cắt. Các bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất là mặt phẳng đã tồn tại, đã có sẵn thì các bạn để Fade and Blend. Nếu các bạn muốn tạo một mặt phẳng khác để cắt cái này thì các bạn sẽ vào phần New để mình sẽ tạo thêm một mặt phẳng khác. Còn cách tạo mặt phẳng như thế nào thì đã có ở cái phần trước, tôi đã giới thiệu các bạn các cái cách tạo mặt phẳng Add Distance này, Add Angle hay là Bit Selector ở giữa hai mặt phẳng khác, vân vân, rất nhiều cách để chúng ta tạo mặt phẳng. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ tạo một mặt phẳng mới này. Cắt cái mặt phẳng này. Đi vào trong một đoạn là tôi đảo chiều này, đi một
đoạn 50 chẳng hạn. Nhập là trừ 50 đi. Đó, ok. Đó, các bạn nhìn thấy tôi đã tạo ra một phẳng và tôi sẽ cắt cả cái đoạn phần phía trước đó không ạ? Tool body chính là cái mặt phẳng này này, các bạn hình thấy mặt phẳng màu hồng này, sẽ cắt phần trước. Và tôi muốn, nếu tôi muốn cắt phần sau, tôi chỉ cần đảo hướng là xong. Đó, ok, sẽ cắt các phần sau. Cái phần split body nó cũng tương tự, nhưng chỉ khác là nó không cắt đi mà nó sẽ tách làm nhiều nhiều khối. Vì vậy tôi sẽ không nói lại lần nữa, các bạn có thể tự tìm hiểu trong cái khuôn khổ chương trình rất là ngắn. Và đây là khoa học cơ bản, nên các bạn, tôi chỉ giới thiệu cho các bạn các lệnh thường hay dùng nhất để các bạn thiết kế một chi tiết mà ứng dụng thực tế trong công việc. Cũng xin lưu ý lại với các bạn là trong quá trình sử dụng, mình cần xem các chi tiết ở dạng hình khối 3D, hình khối khung dây hoặc là làm mờ chi tiết. Thì như cái, các cái bài trước tôi đã giới thiệu các bạn sẽ vào cái tab view này. Với ẩn hiện chi tiết thì các bạn đã biết rồi, nó sẽ bấm Ctrl B để ẩn chi tiết, nó chọn chi tiết và bấm Ctrl B để ẩn chi tiết đó. Hoặc các bạn có thể vào Show and Hide, nó sẽ hiện ra một loạt các cái thông số, cái cửa sổ về, ví dụ chúng ta có thể hiện có hai cột là cột hiện và cột ẩn. Chúng ta có thể hiện tất cả các body này, hiện tất cả các cái datum, tức là các cái về tọa độ này, hoặc hiện tất cả cái sketch lên, hoặc chúng ta có thể ẩn lên tùy. Ví dụ chúng ta tắt hết các cái mặt phẳng này, các bạn sẽ bấm tắt vào, đó nó sẽ tắt cái mặt phẳng này, muốn hiện lên thì bấm vào đây. Hoặc chúng ta muốn hiện tất thì các bạn bấm Show On, hoặc các bạn muốn ẩn tất thì các bạn Hide On, đó. Một cái nữa đó là cái nhìn khung dây, đôi khi các bạn cần nhìn các cái cấu trúc ở bên trong mà với phương pháp nhìn trực diện nó sẽ không nhìn thấy được. Các bạn sẽ vào phần Style này của Tab View này. Các bạn sẽ chọn là hai cái thông số là wireframe này. Wireframe. Trường hợp thứ nhất là wireframe hidden as, tức là ẩn đi các cái cạnh. Và trường hợp thứ hai là wireframe là hiện các cái cạnh. Đó. Các bạn nhìn ở chế độ khung dây đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy các cái cạnh đằng sau, cạnh mờ nó sẽ in màu trắng này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tùy các, trong quá trình mình dùng, mình có thể sử dụng cái phương pháp nhìn như nào, làm sao để mình tiện nhất trong quá trình mình vẽ. Ví dụ đôi khi ta cần bắt điểm vào những cái cạnh đằng sau, vào tâm và giữa cạnh đằng sau chẳng hạn, mà trong trường hợp chúng ta không thể xoay được thì chúng ta có thể dùng các cái lệnh liên quan đến wireframe để chúng ta có thể chọn. Hoặc như hôm trước tôi đã nói với các bạn rằng cái phần Edit Object Display hay phím tắt của nó là Ctrl G, chúng ta có thể tô màu cho chi tiết cũng như là ẩn hiện chi tiết, hoặc là thay đổi layer chi tiết, hoặc là thay đổi cái độ trong suốt của chi tiết. Đó, các bạn bấm Edit này, chọn đối tượng này, bấm OK, nó sẽ hiện ra cái cửa sổ Edit Object Display này. Các bạn có thể gắn layer cho nó bằng cách nhập layer vào đây này, thay đổi màu bằng click vào color và chọn màu cần thay đổi này. Sau đó các bạn có thể thay đổi các cái chế độ về ẩn, về hiển thị độ trong suốt của chi tiết của đối tượng, đó, vân vân, rất nhiều các cái thông số mà chúng ta có thể thay đổi trong cái lệnh view này. Đó, tạm kết thúc của phần view, chúng ta sẽ sang các cái phần chính mà hôm nay chúng ta tâm điểm, đó là chúng ta sẽ học về các cái lệnh về synchronous monitoring, tức là các cái lệnh liên quan đến chỉnh sửa nhanh, rất là nhanh cái solid, cái khối mà chúng ta đang có. Chúng ta không phải vào các cái lệnh như tôi hướng dẫn lúc trước đó, mà chúng ta phải dùng các cái lệnh nhanh này để chỉnh sửa cái khối mà chúng ta cần. Đầu tiên đó chính là lệnh move phase. Các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng move phase trên phần synchronous monitoring này. Các bạn tích vào move phase này. Rất là đơn giản. Move phase, chúng ta sẽ lựa chọn cái mặt phẳng cần move này. Ví dụ tôi cần di chuyển cái mặt phẳng này. Đó, các bạn tích vào đây. Nó sẽ hiện ra các thông số này. Các bạn có thể tăng kéo lên hoặc dùng cái mũi tên này để di chuyển cái khối. Ví dụ tôi muốn hạ thấp cái khối, chuyển kéo xuống và cái list cho nhập cái khoảng cách cần hạ xuống bằng vào phần distance này, ví dụ như 40 thành 50 chẳng hạn. Đó. Ok. Nó đã hạ thấp cái khối chi tiết này. Tương tự. Đó, các bạn bên này. Nó sẽ nhập vào đây, kéo trực tiếp bằng tay hoặc là nhập các cái thông số, ví dụ là tôi muốn nó kéo dài ra 20 chẳng hạn này. Đó, tôi bấm 20 vào đây. Bạn bấm up
upline nó sẽ ra 20. Hoặc làm ngắn đi thì các bạn làm âm hoặc là đổi các cái chiều liên quan chiều vector ấy. Đó. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu lại, đầu tiên là sẽ chọn cái bề mặt chúng ta cần mô này. Chọn phương pháp này. Có rất nhiều các phương pháp. Thông thường chúng ta sẽ dùng nhiều cái phương pháp là pháp distance hoặc phương pháp angle, tức là xoay đi một góc bao nhiêu độ chẳng hạn này. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng hình chấm này. Đó, các bạn nhìn tôi xoay này, nó xoay một góc 35 độ. Bấm OK. Distance các bạn có thể chỉnh distance này. Đó, vừa xoay vừa tiến ra phía kéo dài 319 mm này, bấm OK. Đó, các bạn nhìn thấy khác về khối ban đầu các bạn. Tôi Ctrl Z lại. Đấy. Đây là lệnh move frame này. Tôi nhấn mạnh lại là lệnh move frame này chúng ta sẽ thường dùng là distance angle, tức là thay đổi các cái góc và các cái khoảng cách. Chọn mặt phẳng. Chọn phương pháp. Thông thường là distance angle này. Chọn cái vector này. Đó. Vector thì các bạn có thể đảo chiều vector bằng cách click đúp chuột vào đầu mũi tên, hoặc là các bạn có thể tích vào reverse vào đây. Hoặc các bạn có thể thay đổi các cái vector khác tùy chọn. Đó. Nhập khoảng cách này, cần di chuyển này, nhập góc cần di chuyển, bấm OK là xong. Tiếp theo của lệnh move frame là lệnh delete frame. Ngoài lệnh move frame, chúng ta sẽ sử dụng delete frame rất nhiều trong trường hợp chỉnh sửa khối. Ví dụ tôi đang có cái bề mặt lỗ này, chúng ta muốn xóa bỏ cái lỗ này thì nó sẽ sử dụng lệnh delete frame rất là nhanh. Nó sẽ xóa cái frame bên trong này, các bạn nhìn thấy không? Tôi sẽ chọn cái frame, tôi chọn frame toàn bộ cái frame bên trong bề mặt của lỗ này. Đó, các bạn bấm OK. Như vậy là sẽ niền thẳng, nó sẽ xóa hết cái khối bên cái phay tròn, phay trụ bên trong của chúng ta. Hoặc chúng ta muốn xóa của cái pen này, các cái góc nượn này, chúng ta có thể chọn vào delete phay này, chọn vào khối này, chọn vào mặt này, bấm OK. Đó, như vậy chúng ta sẽ xóa hết, đúng không? Tương tự chúng ta sẽ xóa các cái phay một này, xóa các cái này, và nó sẽ thành cái mặt vuông mà không có những cái đường bend nữa. Đó, hai lệnh move phase và lệnh delete phase chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo của lệnh delete phase là lệnh offset phase này. Các bạn có thể click để vào cái phần phase của lỗ trụ, chúng ta sẽ thay đổi đường kính trực tiếp của cái lỗ trụ này. Các bạn chọn phay này, các bạn kéo mũi tên ra hoặc vào này. Đó. Và các bạn có thể nhập trực tiếp kích thước muốn thay đổi ở đây, và chiều ở bên reverse direction này, nó sẽ thay đổi các cái đường kính của cái khối trụ rất là nhanh và đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phải click vào cái lệnh này để đục lỗ to hơn hay nhỏ hơn nữa. Nó dựa trên các cái khối có sẵn chúng ta sẽ chỉnh sửa, hoặc là trong quá trình sử dụng các bạn có thể nhận được một phần mềm từ một bạn khác và chuyển sang cho chúng ta. Chúng ta không biết cái thông số như nào, chúng ta đo, chúng ta sẽ quyết định cái kết quả của nó, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa trực tiếp bằng các lệnh synchronous monitoring này. Đó, các bạn bấm OK. Một lệnh nữa đó chính là lệnh replace phase này. Như các bạn có thể thấy cái mặt tôi đang tô màu hồng này, tôi muốn cái mặt nó sẽ trùng với cái bề mặt mà ta vừa tạo ra là cái mặt màu hồng này. Các bạn tích vào replace phase. Bảng replace phase xuất hiện, nó sẽ có hai thông số là origin phase, chúng ta sẽ chọn cái bề mặt mà chúng ta cần thay đổi, ví dụ tôi chọn vào mặt này chẳng hạn. Đó. Thứ hai là replacement phase, là cái bề mặt mà sau khi chúng ta muốn thay đổi thành, nó sẽ chọn vào bề mặt này. Đó, các bạn nhìn thấy nó sẽ đi theo đúng cái bề mặt mà chúng ta chọn, bề mặt thứ hai. Khoảng cách này, tăng giảm thì tùy vào chúng ta có thể chọn. Thông thường nếu chúng ta sẽ để bằng 0, hoặc trường hợp này tôi đang để bằng 10, nó sẽ cao hơn cái bề mặt mà màu hồng này sẽ 10 mm. Đó là những cái lệnh chính nhất, cơ bản nhất mà chúng ta thường hay sử dụng khi thiết kế các cái chi tiết trong quá trình làm việc, cũng như là quá trình thiết kế sản phẩm, thiết kế máy.
tôi sẽ cho các bạn một vài ví dụ để các bạn có thể luyện tập thực hành để làm sao mình có thể sử dụng nhuần nhuyễn các cái lệnh mà tôi vừa giới thiệu. Chúng ta sẽ đi vào trực tiếp vẽ với cái ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy trên hình đó, với các kích thước này. Tôi sẽ dành thời gian cho các bạn tự thực hành. Sau khi các bạn vẽ xong khoảng 30 phút, tôi sẽ quay lại để chữa lại cái bài tập như trên. Chúng ta cùng đi vào phân tích cái hình. Như các bạn có thể nhìn thấy, hình này tạo bởi khối tròn xoay này, với biên dạng như tôi vẽ bằng chuẩn này. Xong rồi họ dùng các lệnh hai cái lệnh để cắt vát hai bên hông của nó này. Tiếp theo là cắt vát tiếp ở phần đầu theo hướng vuông góc với cắt vát hông. Đục một lỗ ở giữa này. Tiếp theo đục một lỗ ở giữa hình chỗ hình cầu này. Đó, cụ thể là các bạn có thể nhìn thấy trên hình vẽ hình chiếu trục đo của nó này. Một hình tròn xoay này, cắt vát hai bên này. Vát ở trên đầu này. Khoan một lỗ ở trên đầu, khoan một lỗ ở dưới đáy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vẽ thực tế hình. Chúng ta vào cùng đi vẽ chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái profile của khối tròn xoay. Các bạn sẽ vẽ hình tròn này, vẽ đường thẳng như này, đường chéo, đường thẳng và dùng lệnh revolve. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Chúng ta sẽ bắt vào tâm, bắt vào góc 0, 0. Đường tròn kích thước là 3, đường kính là 3. Đó. Tiếp theo dùng lệnh profile để vẽ các đường. Vẽ vào đây. Đường chéo. Đường sang ngang. Đường xuống. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ ràng buộc đường này sẽ trùng với trục bằng lệnh make collinear này. Chọn cạnh này, cạnh di chuyển motion station là cạnh này, bấm ok. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ trim bỏ đường này, đó là gán các cái kích thước này. Đầu tiên là kích thước 5,125, bấm D. Sau đó chúng ta sẽ gán các kích thước này, bấm D. Kích thước 5,125 từ tâm đây là 5,125. Đó, tiếp theo kích thước từ đây đến tâm là 7,125. Bấm thêm D. Tiếp theo là gắn kích thước từ điểm này đến tâm. Từ đây đến đây. Kích thước này bằng 5,125 trừ đi 1,625. Đó, chúng ta có hết các cái kích thước về chiều dọc. Bây giờ đến kích thước chiều ngang. Từ tâm đến cạnh này nó sẽ là bằng 2,125 chia 2. Bấm phím D. Tiếp theo là kích thước từ này đến tâm nó sẽ là bằng 1,25 chia 2. Ta sẽ chim vào đoạn này. À, như vậy, các bạn có thể thấy là Sketch Infinity. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh quay để tạo revolve, tạo khối tròn xoay.
Đó, chúng ta finish sketch này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái lệnh review hôm trước chúng ta đã học. Chúng ta sẽ chọn đường, chọn single curve đi, chọn các cái đường cần xoay này. Chọn vector xoay. Đó, bấm OK. Góc 360 độ này, từ 0 đến 360 độ là hình tròn này. Cái phần boolean các bạn để lăn vì không cộng khối với khối nào cả, nó là khối độc lập. Đấy, như vậy là các bạn đã có được cái hình khối tròn xoay. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là đi cắt hai cái mép hai bên này. Đấy, hình vát này. Với phương pháp này thì có rất nhiều cách. Các bạn có thể là tạo cái lệnh hình extrude bên này, các bạn cắt thủng. Hoặc như các bạn vừa tôi vừa dẫn các bạn cái lệnh trim body ấy, các bạn sẽ tạo một cái mặt cắt. Các bạn dùng dao cắt, cắt lệnh trim body vào đây. Cụ thể như này, các bạn có thể nhìn thấy là cái khoảng cách từ tâm ra đến cái mặt cắt nó là 15 này, 156 chia 2 này. Đó, các bạn sẽ tạo một mặt phẳng at distance này. Các bạn sẽ trỏ vào cái đúng cái mặt phẳng này, này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đúng cái mặt phẳng xy này. Đó, khoảng cách là các bạn có thể nhìn thấy 1562 chia cho 2, 1562 chia 2. Hay chính xác hơn là 0.781 đấy. OK. Đó. Về nguyên tắc cái mặt phẳng là cái mặt không giới hạn, có không gian. Đó. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái lệnh trim body như tôi vừa hướng dẫn các bạn. Insert này, trim này, trim body này. Chọn cái đối tượng cần cắt này, chọn hình trụ này. Chọn mặt phẳng này. Chọn mặt phẳng này. Đó, các bạn cắt, cắt về hướng bên này nhé. Các bạn nhớ cắt về hướng bên này để loại bỏ cái phần bên trái. Bấm OK. Đó là xong. Bây giờ các bạn chỉ cần lấy việc đối xứng sang bên kia là xong. Hôm trước tôi có học lệnh mirror feature này. Mirror này. Chọn feature này. Các bạn chọn thẳng trim body này. Mặt phẳng đối xứng này. Các bạn chọn cái mặt phẳng ở giữa này. Đó, cái mặt phẳng này này. Các bạn bấm OK. Đó, như vậy nó đã cắt cho các bạn hai mặt khác nhau. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đục cái phần vát ở cái phần đầu. Cái phương pháp làm thì các bạn rất đơn giản, các bạn sẽ tạo một hình chữ nhật bên cạnh này để nằm mục đích các bạn có thể đục thẳng, đục sâu theo chiều x này đi vào. Đó, cách làm đơn giản. Các bạn sẽ tạo một sketch ở trên cái thẳng cái mặt phẳng đầu này. Các bạn sẽ tạo hình chữ nhật bằng đúng cái chiều sâu cắt từ cạnh này đến mặt và đáy. Cái kích thước này từ đây cho đến đây nó sẽ bằng 0.562 chia 2. Các bạn vẽ hình chữ nhật này lớn hơn một chút này. Để mà sao nó cắt hết cái chiều rộng của cái cung cung tròn này. Các bạn cắt hình bên này để đối xứng, các bạn dùng lệnh mirror này. Chọn hình chữ nhật này, chọn center line này. Các bạn bấm OK này. Đó, các bạn kết thúc. Như vậy là chúng ta đã có hai hình tròn, bây giờ chúng ta chỉ cần đục thủng và với chiều sâu. Chiều sâu từ đây cho đến đây nó sẽ bằng 0.5 x 2 bằng 1.
bạn dùng lệnh x chốt này với phương pháp là trừ khối này, các cái chiều cho quay chiều ngược lại, trừ với chiều sâu là 1. Phương pháp subtract trừ khối, khối bị trừ là khối tròn to. Và bấm OK. Đó, như vậy là đã xong trong phần cơ bản. Bây giờ chúng nhiệm vụ chúng ta chỉ là đục hai lỗ tròn này. Đầu tiên chúng ta sẽ đục lỗ tròn ở phần tròn. Các bạn dùng lệnh hole này. Phương pháp lỗ là lỗ đơn giản, simple hole. Đường kính của lỗ này bằng bao nhiêu? Đó là 1,120. Chúng ta đi vào đục lỗ này. Chúng ta bắt tâm kích thước lỗ là 1,125. Xuyên thủng. Phương pháp là trừ khối, nó trừ khối tròn này đi. Đó, như vậy chúng ta đã được khối phần lỗ tròn trong cái phần bầu. Tiếp theo các bạn sẽ tạo một cái lỗ phi 0.5. Tích vào lệnh hole này. Nhập đường kính là 0.5. Snake point này. Các bạn chỉnh với thông số kích thước như hình vị trí của cái lỗ tròn này. Nó là 0.5. Đó, với thông số 0.5 và 0,125 chia 2, nó sẽ xác định được hình tròn của phần đầu. Bấm OK. À, như vậy chúng ta đã tạo được cái hình khối như bài tập. Chúng ta ẩn đi một số các cái sketch và mặt phẳng không cần thiết. Chúng ta bấm vào phần view này, vào zone 2 này. Ta tắt các cái datum plane đi này. Tắt các sketch đi này. Đó. Như vậy chúng ta đã được cái hình hoàn chỉnh. Trong quá trình vẽ có thể còn rất nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể tạo được chi tiết đơn giản như hình trên. Tất nhiên là các bạn sẽ dùng khéo léo làm sao các cái lệnh để làm sao cho chúng ta tiết kiệm thời gian cũng như là giảm cái tài nguyên của máy tính.